Rồi Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá lúa, ngày lúa gạo ngày 14 Tây tháng 3. Thì giá lúa gạo hôm nay ngày 14 Tây tháng 3 thì tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều giữa gạo và lúa nha. Giá lúa hiện tại đang tăng từ 100 đến 200 đồng một ký, còn gạo nó giảm từ 50 đến 100 đồng một ký. Thì trên thị trường gạo thì ghi nhận tại các địa phương như An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, giá lúa giảm, giá gạo giảm nhẹ từ 550 đến 100 đồng một ký nha. Theo đó tại An Cư, Cái Bè, Tiền Giang thì gạo M5451 đẹp duy trì ở mức 11.800 đến 11.800 đồng ký nha, giảm 100 đồng một ký. Lúa IR, gạo IR 5451 có mức 11.300 đồng đến 11.600 đồng một ký, giảm 100 đồng một ký. Còn tại Sa Đéc, Đồng Tháp thì gạo thơm, gạo đẹp ở mức 12.000 đến 12.200 đồng một ký nha, giảm 100 đồng một ký. Gạo OM 5380 ở mức 11.000 đến 11.200 đồng một ký nha. Thì hiện tại bà con mình cái giá lúa nó đang ở mức cao thì bà con mình bán bình quân mỗi hecta lúa thì bà con mình lời khoảng từ 35 triệu nha. Thì rất mừng cho bà con, chỉ có năm nay, năm 2023, 2024 thì bà con mình bán lúa lời ở mức này là khá ổn định rồi nha. Thì cứ mỗi ta thì bà con mình lời từ 32 đến 35 triệu đồng một hecta, một hecta. Thì trên thị trường xuất khẩu thì gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay duy trì ổn định nha. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 584 USD một tấn, tăng 5 USD một tấn. Gạo 25% tấm ở mức 563 USD một tấn, tăng 6 USD một tấn nha. Gạo 100% tấm ổn định ở mức 478 USD một tấn. Thì giá gạo xuất khẩu tăng mà giá gạo trong nước lại giảm nha. Thì vụ hè thu 2023-2024 thì sắp sửa kết thúc, chỉ còn một số ít bà con mình còn trễ lại thì có lẽ hết tuần này thì bà con mình cũng thu hoạch hết nha. Thì bây giờ mình sẽ cập nhật giá lúa hôm nay nha. Đài Thơm 8 7.800 đến 8.200 đồng một ký, tăng 200 đồng một ký. UM 5451 760 đồng đến 770 đồng, tăng khoảng 100 đồng một ký. Lúa UM 18 7.800 đến 8.000 đồng một ký. Lúa nàng qua chín 7.700 đồng đến 7.900 đồng một ký, tăng 200 đồng một ký. Lúa OM 380 7.500 đồng, không có tăng nha. Lúa IR 5451 7.400 đến 7.500 đồng một ký, tăng 100 đồng một ký. Thì giá lúa hôm nay điều chỉnh tăng không nha, tăng khoảng 100 đến 200 đồng một ký. Còn giá gạo trong nước hiện tại đang giảm từ 50 đến 100 đồng một ký. Rồi hôm nay mình cập nhật nhanh giá lúa gạo ngày 14 Tây tháng 3 thì đến đây cũng xin kết thúc nha. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại video sau nha. Bà con và các bạn có quan tâm mình nhấn đăng ký kênh để mình cập nhật giá lúa gạo mỗi ngày. Đăng ký kênh miễn phí nha bà con. Rồi xin chào bà con.